Mẫu nhiệt kế ra trán nào được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam? Và Sơn xin chào bà con ha. Do cái mẫu Myrolite là những mẫu đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam và do ra đời trước nên là được nhiều người tin dùng ha. Đây là mẫu SR1, MF1. Cái mẫu này rất là thông dụng nè. Mùa Covid thì bà con mình săn tìm mẫu này rất là nhiều, thì cái độ tin cậy nó rất là cao và nó dễ sử dụng ha. Thì hiện giờ thì có những cái mẫu mới của Myrolite luôn, nó là NC200 thì nó mắc hơn một xíu, đó là 1.250.000. Nhưng mà Hoàng Sơn vẫn thích cái mẫu cũ này do cái thói quen của mình. Nếu mà mình sử dụng đo người, đo trán thì mình đẩy lên cái nút cái mặt người nè. Còn nếu mình sử dụng để đo sữa cho em bé nè, đo nước nóng nè, hoặc là mình đo cái vật thể gì trong nhà thì mình chọn xuống thành ngôi nhà ha. Rồi xem bộ nhớ thì mình có thể xem bên đây, nó bên tay phải của mình nó có cái nút bộ nhớ M. Còn nút đo đó, mình mở nguồn ở đây và nút đo trên đây. Và đây là sử dụng hai viên pin 2A. Thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách cài đặt cho máy và khắc phục lỗi chuyển từ độ F sang độ C. Cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Và nó dễ sử dụng ha. Mình để vô trán như nè, mình bấm cái tích chứ là trong vòng 1 giây ra kết quả thôi. Rồi cô chú ha. Cái này bảo hành 2 năm và 1 giây có kết quả. Giá là 1.100.000. Nếu mà cô chú mình có gì cần tìm hiểu thêm thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.